Rồi. Ok, xin chào tất cả anh em đang xem video và cũng như là anh em mới vô nha. Như Khả kính chúc anh em xem video live vui vẻ nha anh em ơi. Hiện tại Khả đang live buổi trưa và hiện tại chính sau khi chính việc ngày mới ăn xong rồi. Bây giờ tiếp tục Khả anh ngạch năm đọc nha anh em. Như anh em có nói thì một ạ anh khoảng 700k. Thì anh hết 4 ạ thì bèo lắm hơn 2 triệu anh em. Biết đâu nè. Đúng rồi. Giờ Khả đang anh tiếp tục cũng năm đọc. Vừa rồi thì anh được cũng nghe mi, được cũng với kiếm 120 quá đẹp anh em ạ. Trời ơi, mi với kiếm 120 là quá đẹp luôn. Quá chất luôn. Ngày mười đó, ngày mười của Khải nè. Ngày mười của Khải đã đầu tư lúng luôn rồi mà. Đầu tư cho bang. Ừ, cứ từ từ có cái xem. Ừ, bên kia cũng có chức năng member hay sao? Có hay sao? Skill Sơn Hà là sao? Đây, đây, đây. Thiếu Lâm cũng có, mà hiện tại bây giờ Thiếu Lâm mua chưa ra nha anh em ơi. Bí kiếp Sơn Hà nè. Bí kiếp Sơn Hà á thì mọi phái nếu mà mát Sơn Hà 2 này thì sẽ được cho mình đó là kháng tất cả 10 và sinh lực 300, nội lực 300 và xem nhẹ kháng phần đối phương 5% tùy theo hợp phái nha anh em. Mở combo luôn cho nhanh nè. Hello Hưng Bùi Anh Văn nha. Hello Ben Mekava. Chị em sẽ đốt auto bùa đi anh nè. Auto 1.9 sẽ đốt auto bùa trên bãi trang thì 1.9 thôi em. Còn auto kim yến thì dở mà. Ông tô kim yến mà sẽ đúp đỡ đi bơ ca thì anh kích em kích vào dòng điều khiển bảng 1 ở phần kim yến em kích vào điều khiển bảng 1 rồi kích vào cái phần đó là loại bùa em chọn loại bùa cho nó rồi em tích vào dòng chỉ búp bùa và đánh một đối tượng gần nhất và tích vào dòng chỉ búp bùa chứ không đánh là được thôi em là con của em sẽ auto thôi con em sẽ auto đánh bùa thôi. Hello Tú Nguyễn nha. Biết nha thành viên ơi. Ừ, Sơn Hà là 32 điểm mát nè. Tại vì cấp này nó còn thấp quá. Sơn Hà mò, Sơn Hà 2 này là lên cấp 130 là mát. Lên cấp 130 mới mát nha nè. Hiện tại bây giờ cấp của nó mới 117 á. Nên chỉ tăng được mười mấy điểm thôi. Rồi, mở xong rồi nè, giờ đi ép rồi nè. Khả đi rồi xu à. Hiện tại cô Sơn Hà Thiếu Lâm thì Khả chưa mua ra nè em ơi. Khả chưa mua ra, chưa ai bán á. Tìm không có. Thì có thì mua khoảng tầm 2 kim hơn tí là được nè. Mà không ai bán. Em có đồ nem độc, ok anh em ơi. Đây đồ nem độc ít hơn, set đồ này nem độc này sẽ mang đồ phòng thủ lý và set đồng bang như nào. Đây đồ có sẵn hết người rồi. Chuẩn bị lên set đồ thủ lý và set đồng bang. Anh Khải bên này đầu tư ngon quá anh. Nói chung là chơi mà cảm thấy thích thì mình đầu tư thôi em. Rồi, được. Còn đây bao ước mơ, còn giấc mơ ta luôn mãi mong. À, phải đổi xu nữa mày. Dù xa nhau, xin xung tìm ta luôn bên nhau. Quên là để huynh xuống. Rồi, đi đổi xu. Xong rồi nè, giờ về thương dương trung tâm. Ngay cái thành, đâu rồi, nửa bật sơ, sự kiện vô lan rồi nè, đó. Phải mua 1.000 cái dây vĩnh cửu 7 xu thì 1.000 sẽ tốn 7.000 xu. Rồi, ép nè. Ghép bó hồng vĩnh cửu nè. Ghép 1.000 cái. Tại vì nguyên liệu khá đủ rồi. Rồi, xong. Cũng vô mấy cái này nè. Đó. Vô đầu ăn nha anh em ơi. Ăn nha mọi người. Cố gắng kiếm thì tin với lại bí kiếm 120 nha. Server có anh em nào nghĩ mình mua ạc xếp bạn từ 10 đến 20 chơi với Khải. Hello Tú Nguyễn nha, Tú Nguyễn chơi cần chơi gì? Như ạc chính Khải hiện tại giờ Khải up lên được cấp 129 top 2 rồi. Đó. Tiếp tục cái nghi vấn anh em ơi. Mua lại bạn có tầm 40 triệu, em giúp làm server cho anh. Quá dữ. Nem độc này bán không Khải. Đâu nem độc này Khải có bán cho anh trên kênh YouTube rồi, hiện tại đồ đạt đủ rồi nè. Áo nó mình ảo nè, nón thủ lý nè, rồi giày mình thủ lý, bao tay mình thủ lý. Đó. Hiện tại bây giờ thì ạc này đầy đủ đồ rồi nè. Chuẩn bị lên xét đồng bang cho ạc này nữa xong. Xét đồng bang ạc này nữa xong. Một thủy tinh. Anh em đang xem cho Khả một like cho nha anh em ơi. Định quốc sẽ quán. Vô Trần Thiện. Người búp.
nướng cái bánh này. Hello anh em mới vô nha. Đây anh em ơi, Khải tiếp tục đăng nhân vật. Nem đọng này Khải có đỡ lại cho anh em trong bang rồi anh em ơi. Một ông anh trên YouTube anh cuốn anh sai rồi anh em ơi. Thằng này Khải cho anh sai rồi. Anh sẽ đầu tư đồ đạc này nọ vô bơ ca rồi. Nên là cái này Khải không bán đâu. Vừa rồi thì Khải mới lên con ngày 120 gần 121 này. Chơi chỉ vào đi phan quái thôi được không ạ? Hello mèo đen, mèo điên như em ơi. Vãi cái phan quái. Chơi phải đi bờ ca chứ nè em. Đi phan quái hoài nó còn chán nè em. Trời mới một viên thủy tinh rồi nè em. Gần 200 mấy chục cá rồi. Hai viên rồi. Gồm thủy tinh nào? 3 viên đúng rồi. Gồm thủy tinh nào? Gồm thủy tinh nào? Mới có 3 viên thôi. Ma hòn, khê khóc yên đái, đai thiên nhẫn. À em mua những tin Khải mua giùm cho. Gom áo đúng rồi, anh Duy ơi, Khải đang gom mỏng áo mỏng lông anh em ơi. Anh Vinh cố gắng gom phổ mỏng lông, mỏng lông mà nãy được một phổ áo thôi nè. Được một phổ áo thôi nè. Đúng rồi, đang gom phổ áo anh em ơi. Hôm nay anh chính được một phổ áo rồi. Phổ áo này chỉ vài dòng xu. Định quốc Sam nữa, toàn định quốc không. Rồi, mới có 3 dân thì tên rồi, ít vậy. Ít nha. 4 viên. Rồi, được một kẹp đèn kỹ năng ngon. Một kẹp đèn kỹ năng ngon lành cành đào. Anh em ơi, Khả đang xài Lâm Nguyễn ơi. Qua bên nhà môn Thương Dương Glit yeah, mà đọc kìa Khải. Ok, tương nhôn là nó bán như một phổ biết. Nghe nói 50 vạn gì đó, 100 vạn gì đó. Trời ơi, đã thành 120 giờ đã bán 10 vạn một cuốn rồi. Ui, lộn bí kiếp chứ. Bí kiếp 120 nó bán 10 vạn một cuốn rồi nè. Đây này, để qua xúc luôn cho anh em xem. Đây. Bí kiếp 120 bán 10 vạn, quá thì. Quá rẻ. Đây là Khải chuyển tiền kích cuốn bí kíp. Đường nào cũng lên 120. Đường nào con đâm độc này lên không lên 120 nè. Có 10 vàng nè. Kích sẵn rồi tí rồi nóc luôn. Ừ mang áo mỏng lông thì thiếu làm chậm. Áo phụ thủ lý không có làm chậm. Đúng rồi, áo đó có phụ thủ lý nhưng không có làm chậm. Đây nè. Rồi 10 vàng một thiệp nữa nè. Vãi lên. Kỹ năng nè. Ôi, này vẫn rẻ quá, kỹ năng này. Kỹ năng thì mình có 10 dạng thiệp à. Kỹ năng này. Biết mút có mua hết chưa. Có hạt nào chưa mua mà mua luôn nè. Ôi, sử dụng 2 nè, thì tới giờ thử lâm. Sử dụng 2 rồi mình thường chưa có, đây nữa. Cái đại thành 120 rồi nè, đây. Quên bí kiếp chứ, kiếm 120 nè. Có 10 dạng nè. Mua để dành cho bị lên luôn, cánh luôn. Cái thiệp này chắc dư nè. Rồi, tiếp tục. Tại vì thiệp đó dư thứ gì này cho chắc 3 cà lon nó mang nó cánh rồi. 14 thiệp tinh rồi nè em ơi. Trời ít quá. Yếu tiền thiệp tinh mà thiệp tinh ít quá. Cái lóc ngạc chứa rác đó. Lóc ngạc chứa rác đó. Nhìn chơi ham mà không thời gian. Khả cho tôi ạc năm độc. Đây. Thèm quá rồi, nên mười chai ok không? Anh này anh cuốn pin anh lái anh sai rồi. Không có bán được đâu nè. Cái cho anh cuốn pin rồi mà. Trời ơi. Không có một cái viên thì tin được luôn. Mới cái 4 viên thôi nè em ơi. Nhỏ thế. Hôm nay lên mày boss nữa tí nữa. Rồi nè, bỏ qua nè, có chặt rương nè. Tinh hồng bỏ qua nè, máu me bỏ qua không nè. Chặt rương. Rồi. Phong độ luôn nè. Đó. Hello Quang Thái Trần nha. Chơi thích nhất là anh Nghĩa Vinh mới hấp dẫn đó. Ok, chung lý ơi. Thật anh Nghĩa Vinh cho anh năm độc lên 120 nè em ơi. Trời, mới 4 thì tinh thôi nè em. Hơi là ít. Trời, Phú Dương Đại. Thì tinh ít vậy ta. Đồ tụi này sắp mặt rồi, ít thì tính vậy. Ok, hay bùi ơi. Ôi, muốn nhìn tin rồi ta.
Trời ơi, hơn 500 cái 14 giờ tin nè, chết rồi. Rớt nước mắt rồi anh em ơi. Gì mà gần 1.000 cái mới 4 giờ tin này trời. Đây ạc này đen vải đái. Vô Trần Thanh Tâm Diệu Châu Ma Thị Đình Quốc Ngo Đình Quốc Quán Đình Quốc Sam. Trời ơi, không có một cái phố giai hàng liền luôn. Trời ơi, cái 4 giờ tin rồi, chết rồi, chết rồi. To rồi, to rồi, to rồi. Anh em nào muốn mua hàng gì thì inbox Khải đi anh em. Khải tìm nhiều bạn cho anh em. Inbox Facebook cho Khải đi, link Facebook Khải ở bên dưới anh em. Rồi, 5 viên thì tin rồi. Chùa 6 viên, 5 viên rồi, 6 viên rồi, chùa quá. Mới 6 viên thôi. Hơi là bị đen luôn. Ăn bàn giới chỉ, trời giới chỉ. Mới 6 viên rồi em ơi. Trời ơi, 7 viên rồi, 7 viên rồi. Đù, con này ít quá. Hai con này sắp mặt rồi. Lỗ, 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 lỗ rồi. Lỗ rồi. Lỗ rồi, lỗ rồi. Lỗ rồi em ơi. Cuốn cái cánh của mấy kiếp này khỏi chặn gương. Đó. Lỗ rồi. Ôi. 1, 2, 4, được 8 viên rồi. Được 8 viên rồi. Được 8 viên rồi em ơi. 8 viên được tên rồi. Đồ. Ít dữ ta. Lần đầu mình ăn được mười mấy viên lận rồi nè. Này còn có 8 viên rồi. Ít vãi. Rồi giữ gì cho nó để trong rương. Mới có 8 viên thì tin. Quá nhỏ. Quá nhỏ luôn. Xe bên này không ra đồ kiếm quang. Ừ không, không chưa thấy đồ kiếm quang nha Nam. Chưa thấy. Hiện tại đang cấm mảnh rồi. Cấm mảnh ép kiếm quang rồi nhưng mà rất là khó. Để mà ép một món kiếm quang hơi chua ấy. Trời, phố tê lệ bông bí. Cố gắng nha, cố gắng nha. Mới có 8 viên thôi em ơi. Đâu, còn có 160 cái bông nữa thôi. 160 cái bông nữa thôi. Rồi, được hạ chốt. Cấp bên này khỏi chặt rừng rồi nha. Để chốt cho anh em. Rồi, tiếp tục. Thị tinh, thị tinh, thị tinh, thị tinh ngay, thị tinh ngay. Phố ăn bàn hàng liền, ơi, cuối cùng được một phố ăn bàn hàng liền. Rớt nước mắt, rớt nước mắt. Chùa qua một phố đã được 500 xu rồi nè. Tiếp tục. Thị tinh, thị tinh. Thị tinh, thị tinh nào, thị tinh nào, 18 viên thôi. Tiếp tục gì đây? Đình Quốc Yêu Đái. Cái bài boss nữa. Đồng giai hàng liền nè. Thì tên đâu, thì tên đâu. Mới có 8 cục thôi nè. Thôi, chặt rương nữa. Hai, ba, bốn. Lách nè. Lách nè. Phố nè, phố nè, phố nè, phố nè. Đình Quốc nè. Rồi, ok. Trời, không có chỗ trước, từ từ, từ từ. Không có chỗ trước. Nhiều quá. Không chỗ chứa luôn á, nhiều quá nè mày. Từ từ. Một, hai, bốn, lách đi. Lách qua đi. Lách nè, lách nè. Lách nè. Lách nè. Rồi. Hơi bị chặt rương luôn á nè. Gặp một rương là bài boss này. Gặp một rương nè. Ok ok, tí có đồ Hồng Kim Nam Độc rồi. Đây nè, Nam Độc có gì đâu, Khải mới có một cái áo mình ảo thôi. Rồi nón, thú lý làm chậm. Bao tay này thì có thể sau này ép lại. Rồi đôi giày, thì đôi giày đang sẽ mang đôi giày này. Nó sẽ mang đôi giày này của Nam Độc.
một đại lưng sẽ một đại lưng kháng họ cho sẽ một đại lưng kháng họ cho là xong xong xét năm độc. Giờ chờ đại chính anh em ơi, giờ đại chính này ở đây này, phố Liên này, phố Nhẫn này, đây là phố Nhẫn rồi đây. Sát thủ giảm Phục Viên, Thiên Thủ Lộ, Thủ Lộ Hình Tinh rồi, ok. Xong đánh là bài boss luôn à, chưa hay ra siêu phẩm à. Rồi hello Hương Ngọc nha, rồi chắc là mày boss chắc đợi tối nè mà. Xong công thành thì mày ra có thời gian đánh nè mà. Rồi còn lại 28 cái cuối cùng nè, như đây. Lôi khung, ôi được hai viên thì tinh kìa, ngon lành. Thì tinh nữa không? Đó, mới ra được 9 viên rồi, 9 thì tinh rồi, 10 viên thì tinh rồi, trời ơi. Thôi, được 10 viên thì tinh rồi, vãi thiệt. Rồi cái này cho nó là 9, em đem đọc này. Rồi Tình cấp. Đó. Rồi tăng vô Sơn Hà nè, thêm một điểm này, rồi qua Sơn Hà này, đó. Được kháng gà xấu rồi. Rồi lóc ạt chứa, lóc ạt chứa thử tinh đã anh em, rồi chứa thử tinh nữa. Đây thử tinh này, nhầm. Được 10 viên thì tinh này. Từ từ anh tiếp 50 cái vòng ho nữa, thôi được bao nhiêu thì tinh nữa nha nè. Hiện tại được 10 viên rồi nha, 10 viên rồi đấy. Cái phone này bỏ vô chặt rương, 10 viên rồi nha, 10 viên này. Tiếp tục giờ sẽ anh tìm 50 cái dây khăn tròn của thằng mẹ này, 50 cái nữa thì sẽ được bao nhiêu viên. Đó, 10 viên rồi. Ít quá, tôi nhiều đó ít quá. Anh nhưng mà ngàn cái, nghìn cái được có 10 viên thì tinh rồi. À, tiếp tục này. Rác này, giữ dựng lại chấn ngay. Ta sẽ bỏ qua một giây này, thiếu giây này. Rồi bỏ qua cái này nè, dư nè, dư nè, dư nè, xíu ta sẽ cắn nè. Đến, đến đây là cắn nè. Rồi ok, tiếp tục khui em ơi, khui 50 cái bông khăn tròn thành mẹ này. Cái này cũng có được ít kinh nghiệm. Khui, khui cuối cùng này nha. Khui một cái mực nạ này, hết cả 5 này. Được này, của Nguyễn 7 này, Nguyễn 7 này, cái là Hán này. Khui này, trời nhận hiệp cốt, thử nhận em bang, trời ơi kỹ năng. Rồi ok, khui này, nhìn thì tinh, nhìn thì tinh. Rồi hết rồi, được 27 boss, 37 boss. Rồi giao dịch quan chính này, đây là một cái này, cục kinh nghiệm này, càng khôn này, 47 này, cái kiếp 90 này, hai boss đại này, thì tinh này, tinh hai này, rồi tiếp tục mở nha khăn tròn nha nè. Vừa rồi mở cái móc 1000 mà được có duyên thì tinh này. Rồi tiếp tục này, khăn tròn này, mở này, mở này, những hai
bằng nhựa, bằng nhựa. Chuột tính ra kiếm cái phong một cấp không có luôn nè. Chua vậy. Thì tên, ôi, vi phong kháng cả 10. Cuối cùng có được một vi phong kháng cả 10, không có kỹ năng này mà. Kỹ năng nào? Tối phù, thông anh phù, tối phù, trội nhiều. Kỹ năng một cấp đâu? Kỹ năng nào? Kỹ năng nào? Một cặp nến, tiềm năng. Phun rương rồi. Thấy, phun rương, phun rương. Những bài đặc biệt này. Tình tinh. Tình tinh này. Tình hồng. Trời quá trời. Tình hồng bỏ qua này. Phi phong này. Kiếm thiết này. Thân phục quá trời. Phục vô hình. Lôi ngựa. Rồi chỉ có vài cái này chứ hết rồi. Bây giờ nó cố cánh luôn này. Sơ đồ. Còn có 10 cái hơn rồi nè. Má nhỏ quá. Vì mới có tính ra đưa qua nữa. Mới có 12. 12 cục thiệt tinh nè. Mới 12 cục thiệt tinh rồi nè. Hiện nay mới 12 cục thiệt tinh nè. Tiếp tục nè. Những phát cuối cùng nè. Thiệt tinh nữa nè. 13. Rồi, nem ô trống sạch sẽ rồi. Bằng nhược bán xốp nè. Bán xốp nè. Bán xốp nè. Bán xốp nè. Thứ lâm đào pháp được một cú. Trời, thân anh phù không. Rồi, xong. Tính ra này được 13 thủy tinh rồi em ơi. Lỗ sắp mặt rồi. Cái này lỗ sắp mặt rồi. Được 13 kìa, 13 thủy tinh rồi. Lỗ sắp mặt luôn. Này được một bộ, bộ đèn kỹ năng thiềm năng cũng được. 13 thì tinh này coi nhiêu. Cái này lỗ sắp mặt rồi. 13 nhân cho 250. Thu là được cái 3 kim hơn thôi. Là ít phổ, một phổ gia truyền ăn ban thì được 4 một 500 xu nữa được 4 kim. 4 kim mà được ít đồ lệch vật, nói chung thì chắc lỗ cũng tầm 2 kim và được bù lại được 4 cấp nữa nè. Lỗ 2 kim mà bù là được 4 cấp cũng được. Đủ xài. Trời. Một cái tinh hoa nè. Rồi ngựa nè. Rồi. Một tỷ. Tập rương quá. Anh Nguyễn Bình tập rương quá. Rồi xong. Quyển 7 này. Nút được quyển 7 này. Quyển 7 này. Nút luôn nè. Nút luôn nè. Úp hết cho xe luôn nè. Khá là trâu luôn. Đó. Lần được kháng cả 7. Con lần cần đạo. Người mời nút luôn. Mời nút luôn vậy nè. Không có đỡ chi. Nút hết. Nút hết. Thằng này nút hết. Rồi. Xong hay ạ. Năm động em ơi xong nha Nam. Mới được bài boss, mới được bài boss vứt đâu. Thì tin rồi cho người tin người này rồi. Thật rương quá. Rồi ok. Nói chung mặt này thì như nãy nói thì lỗ vài hai kim hơn thôi nè. Nhưng mà mình bù được vài cấp. Rồi anh em xem video thì đừng quên cho video Khải một like chia sẻ chơi Nam ơi. Anh em nào mà cứ thích những cái series anh Evan này á thì anh em cứ đỡ lại cho Khải một like chia sẻ chơi ủng hộ nha. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Rồi nãy tôi mở cái đường nhận ăn ban này mà sáng trưng luôn tôi ăn ban hiệp cốt vãi lên đây. Ok tí nữa gì tiếp tục cái khác này mà.